Ví dụ như ngay bây giờ nha, chị nói ha, thưa quý vị, ngày đó tôi bị bùa ngải cho nên Phương Hằng tôi đã điên đảo, đã điêu đứng vì ông Nguyên tôi công nhận cái chuyện đó. Nhưng sau đó tôi đã bừng tỉnh, tôi đã tỉnh ngộ vì không đâu bằng gia đình của tôi, không ai tốt hơn bằng anh Dũng. Chính chồng tôi, con tôi đã làm cho tôi thức tỉnh và tôi đã suy nghĩ lại và tôi nghĩ là tôi phải đứng lên để chuộc lại những cái lỗi lầm, mặc dù không phải lỗi của tôi dành cho quý vị mà lỗi của tôi đối với gia đình tôi. Cho nên ngày hôm nay Phương Hằng tôi đã bước qua nỗi sợ hãi, đứng lên để phanh phui cái việc này và để cho tên Võ Hoàng Yên này không lừa đảo, không lường gạt nữa. Còn bây giờ chị đi sai đường, chị đi lòng vòng, chị ngồi, chị chửi bới, chị lôi hết giới này, giới nọ, giới kia vô. Chị lôi tỉnh Bình Thuận, tỉnh cái gì đó vô, chị có cái cấp bằng giả, để bao che này nọ. Chị tạo ra một đống kẻ thù thì thôi, cái cuộc chiến này chị không thắng nổi. Có một bạn là Phương LB nè, nói chán bà Hằng ghê, phải chi tìm anh Tiến Dũng làm quân sư thì đâu đến nổi. Bây giờ tôi thí dụ thôi, nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng đưa cho ông 5 tỷ, cắt một chút xíu cái hột sàn của chị đi, đưa cho ông 5 tỷ ông làm quân sư cho chị không? Không. Chứ đưa 10 tỷ? Không. 20 tỷ? Không. Tôi cắt là quân giờ. Sư chứ bả đó hả? Là chỉ cần 9 đồng 7 đồng của quý vị cho là được rồi. Là bởi vì từ hồi cả tháng nay hai anh em đã làm quân sư cho bả rồi. Đúng vậy. Quân sư không công, quân sư miễn phí. Cho nên tại sao một miếng nhận của bả cũng không. Nghe bờm không? Cho nắm sôi bờm cười. Có nghĩa là chúng tôi vô tư hồn nhiên như thằng bờm vậy đó. Thấy cái sự kiện này lên khuya, lên khuyên chỉ, đoán trước những cái tình huống đang xảy ra, mà đoán đây không phải là mình đứng hô đứng vượng, dựa theo những cái gì mà chỉ cung cấp ở trên online đó, ở trên mạng xã hội đó, mình đã đoán ra những cái mà đã xảy ra rồi đó. Ừ. Chỉ không nghe là thôi, chứ giờ quân sư đâu có ai giỏi hơn chị đâu. Nếu mà chị giỏi là luật sư chịu diễn một rừng, một tập đoàn luật sư luôn. Đứa này chạy giấy tờ, đứa kia tìm chứng cứ, đứa kia là điều tra, đứa nọ ngồi kế bên chị mà khuyên chị con đường cái chiến lược của mình là như vậy nè, không có cần ca sĩ, cái đám ca sĩ nào, nghệ sĩ nào vô nói chứ á. Ừ. Cần như vậy nè, chị chi tiền ra nè để làm những cái việc này, điều tra, tìm ra, lên sở xã hội, lên tòa án, lục ra những cái giấy tờ, những cái chứng minh, vô ngân hàng gì. Rồi con đường đi của chị là vậy, tố tụng sao, điều 1 khoảng 1 khoảng 4 khoảng 5 khoảng 6 sao. Chị đừng có lên đây chị chửi bậy lung tung nữa. Ừ. Chị đừng có lên đây chị moi móc đời tư người ta. Ừ. Chị đừng có lên đây chị khoe nhan sắc với hột xoàn nữa. Cái này nó không thích hợp cho chị. Ừ. Để mà trong cái vụ án này, trong vụ kiện này, chị bớt giùm em đi. Đây là không phải là tôi nói chị im, nhưng mình cứ làm không cần ai biết và không cần đối phương biết mình đang tung những cái chiêu gì. Chị lên chị la làng nó hết, ta biết chị đi cái gì, cái con đường chỉ đi gì hết rồi. Ừ. Hoàng Yên nó biết hết rồi, nó chỉ cần quật ngược là một cái là bà này tấn công tôi gì, gạ tình tôi không thành. Dũng dùng cái từ gạ tình là dùng từ đúng theo những cái báo chí của bên Việt Nam nó đăng hổng này nghe chị, này không phải là tự động Dũng nói gì nha. Nó tôi là Hoàng Yên sẽ tung ra để chứng minh cho quý vị thấy bà này tấn công tôi không phải vì thương cộng đồng, yêu những người nghèo, những người bệnh tật, nhờ đứng về phía này phía nào, mà bởi vì bả dụ dỗ tôi không thành, tôi không yêu bả cho nên bả điên cuồng lên, bả muốn giết tôi, bả muốn triệt hạ tôi. Thấy không, rõ ràng nó thành công. Chỉ biết những người trên các cấp chính quyền, công an phường, công an xã, ủa người ta không nhìn thấy cái mấu chốt, chốt ngay cái điểm đó hả? Nó chiếu tướng chỉ một lần chị chống được, nó chiếu thêm một lần thứ hai, bây giờ chị vùng vẫy cỡ nào giờ nữa, chị lôi nghệ sĩ gì nữa cũng như không. Bây giờ trong đầu người ta đã định hình cái bà này điên tình, bà này mối tình không thành, hận tình, rồi bây giờ lôi 87 bà kêu 97 triệu dân với lại kiều bào trên thế giới vào cuộc thông cảm cho bà, bả lôi 97 người kia vào cuộc vì cái mối tình của bà. Trong đầu người ta đã nghĩ vậy, và các cấp chính quyền, luật sư,
tòa án gì, người ta đều biết cái câu chuyện này rồi, cho nên người ta không có có mà nhào vô làm cho người ta bị mang tiếng theo đâu. À, mày xử con hàng thắng phải không, vậy là mày con này nó chung cho mày biết bao nhiêu tiền chứ gì, mấy hộp xoàn rồi chứ gì, nó giàu nó khoe nè mày, rồi giờ tòa án luật gì đó là giờ theo tiền nó chứ gì, cho nên xử nó thắng chứ gì, đúng không? Giờ tin vào chuyện bùa ngải thử đó. Sao mà người ta xử cho chị thắng được, trong khi sờ sờ đó đây nè, ví dụ như ngay bây giờ nha, chị nói ha, thưa quý vị, ngày đó tôi bị bùa ngải cho nên Phương Hằng tôi đã điên đảo, đã điêu đứng vì ông Nguyên tôi công nhận cái chuyện đó, nhưng sau đó tôi đã bừng tỉnh, tôi đã tỉnh ngộ vì không đâu bằng gia đình của tôi, không ai tốt hơn bằng anh Dũng, chính chồng tôi, con tôi đã làm cho tôi thức tỉnh và tôi đã suy nghĩ lại và tôi nghĩ là tôi phải đứng lên để chuộc lại những cái lỗi lầm, mặc dù không phải lỗi của tôi dành cho quý vị mà lỗi của tôi đối với gia đình tôi. Cho nên ngày hôm nay Phương Hằng tôi đã bước qua nỗi sợ hãi, đứng lên để phanh phui cái việc này và để cho tên Võ Hoàng Yên này không lừa đảo, không lường gạt nữa. Và cái mối tình mà thoáng qua kia do cái sự điên dại, cuồng dại gì của tôi, dù sao tôi cũng là một người phụ nữ thích nghe những cái điều ngọt ngào, và tôi đã không tin được, không lường trước được sự nguy hiểm của tên đàn ông này. Do đó bây giờ thì tôi không còn những cái, tôi đã thức tỉnh rồi, tôi không còn những cái chuyện mà để cho bị lừa gạt hay là bị ngọt ngào nữa, cho nên bây giờ tôi đứng ra để mà tôi đấu tranh. Cái đó rõ ràng người ta rất là yêu mến chị. Còn bây giờ tới ngày hôm qua chị vẫn nói, tôi nói rồi, tôi yêu ông Nguyên say đắm, tôi cuồng si về ổng, tôi là tôi mê mệt về ổng, tôi nói rồi mà không chịu tin, muốn tôi làm sao. Trời đất ơi, bà thách thức nữa nữa, tức là bà xác nhận bây giờ bà vẫn còn yêu, đúng không quý vị? Ai mà nghe là đúng không, nghe bà nói y chang vậy đúng không? Tôi nói rồi, tôi yêu ông này say đắm, tôi nói rồi, quý vị còn muốn tôi gì nữa? Chồng tôi không thắc mắc gì, thôi làm gì quý vị thắc mắc, quý vị muốn gì? Bà nói vậy đó. Ủa, vậy bùa ngải đi đâu hết rồi? Xong rồi, ngày hôm qua vẫn y chang vậy. Cái ông Hiếu Râu ai đó hỏi bà cũng, tôi nói rồi, tôi vẫn còn, tức là tôi yêu ông Nguyên say đắm, tôi cuồng gì, tôi rất là yêu ổng, giờ muốn sao? Chồng tôi muốn thắc mắc thôi, gì muốn gì? Là sao? Chính tự chị đã xác nhận hiện tại bây giờ chị đang yêu ổng và cái mối tình này vẫn đang còn, và chị đang cố ý lôi bao nhiêu triệu người để vào tham gia với chị triệt cái người bạc tình Võ Hoàng Yên. Thế gì chị cứ việc nói không đi, còn trong lòng chị còn yêu không ai biết, nhưng mà chị cứ việc đó. Ngày xưa thì có, nhưng tôi đã thấy được cái lỗi lầm đó đối với gia đình tôi rồi, chính gia đình tôi, chồng tôi đã làm cho tôi thức tỉnh. Bây giờ tôi khẳng định là tôi phải chiến đấu với lại cái tên lừa gạt này, bởi vì nó không có còn xứng đáng với cái tình yêu gì của tôi dành cho nó nữa. Bây giờ là no more, done. Tôi đang rất là ghét nó, bởi vì nó đã phá hoại gia đình tôi, nó đã lừa gạt tôi, nó đã nọ. Cho phải dễ thương không? Chồng chị mát ruột không? Đúng không chị? Tự nhiên bây giờ cái ngày hôm qua vậy, tôi rồi, tôi nói cho, tôi yêu ông Nguyên say đắm mà, tại sao mấy người không chịu? Tôi nói gì cũng không chịu làm sao? Trời đất ơi, chịu nổi chị không? Tại sao? Chồng chị đâu? Không chịu nói Hằng ơi, em ngỡ bớt cái mồm lại, em giữ mặt mũi giùm anh. Em nói em hết yêu thằng đó giùm anh được không? Đó, rồi thì bây giờ tóm gọn lại. Tại vì thật sự đó là anh Dũng Lò Vôi, ảnh bị chị Nguyễn Phương Hằng này nắm cái gì rồi? Nắm cái điểm yếu rồi, nắm cái tử huyệt rồi. Ảnh không có một cái phản ứng gì hết á, ảnh luôn luôn là ảnh nghe theo lời của cái chị Hằng này. Ảnh nói là ảnh yêu, cứ mỗi lần mà đưa ra một cái video là ảnh yêu hơn nữa mà. Đúng không? Ảnh không Nhưng mà mình hay là người ta nói là đóng cửa. Yêu thì yêu, không có sao. Nhưng mà đối với dư luận chị phải rõ cái chính kiến của chị ngày xưa, ngày ấy và bây giờ. Ngày ấy bởi vì tôi nhẹ dạ, bởi vì tôi nghe lời đường mật, bởi vì tôi thần tượng cái người thần y này, tôi chưa hiểu rõ về hắn. Bây giờ tôi đã thấy rõ rồi, và tôi thấy không ai bằng chồng tôi, không ai bằng gia đình tôi, và tôi còn có lòng tự trọng, có sĩ diện của tôi phải đứng ra
tôi cùng với lại quý vị chiến đấu với tên này để tìm cho ra ánh sáng. Quý vị hãy tin tôi, Phương Hằng tôi bây giờ không phải là Phương Hằng của 6 tháng về trước, 1 năm về trước. Trời ơi, có phải đẹp không chị? Có phải chồng chị mang ơn chị không? Có phải mọi người đều nể phục chứ không? Những người phụ nữ bước qua số phận, bước qua những sự lầm lỗi, bước qua những cái mà những cái lời đàm tiếu, hay là bước qua nỗi sợ hãi để đứng ra vì cộng đồng. Trời đất ơi, chị là một người Bồ Tát thật sự. Còn bây giờ chị đi sai đường, chị đi lòng vòng, chị ngồi, chị chửi bới, chị lôi hết giới này giới nọ giới kia vô, chị lôi tỉnh Bình Thuận tỉnh cái gì đó vô, chị có cái cấp bằng giả để bao che này nọ, chị tạo ra một đống kẻ thù thì thôi, cái cuộc chiến này chị không thắng nổi nghe. Rồi đó là những cái điều mà Dũng nói qua những cái mà live stream vừa qua chị đã có nói. Thì bây giờ nếu mà còn những cái live stream kế tiếp thì mong rằng chị nên đứng đắn đàng hoàng, có những cái lời lẽ có sức thuyết phục, có những cái bằng chứng, hay là có những cái phong cách thật là tuyệt vời, không đem hột xoàn, không cái kiểu mà muốn giao với chị, muốn gặp chị khó lắm em ơi, em làm giàu đi. Tức là những người giàu mới gặp được chị, còn những cái người mà chị đang đấu tranh cho họ đó dễ gì gặp chị, đúng không? Cho nên phải khiêm cung, nền nã, nhẹ nhàng, tôn trọng những người xung quanh, tôn trọng khán giả, thì chị không thắng được cái cuộc chiến này, thì chị cũng làm cho cái câu chuyện nó êm đềm, và chị rút lui lẫn bên cái rùi một cách êm đềm, nhẹ nhàng, và được mọi người nhìn chị với ánh mắt khác và yêu mến chị hơn là chị lên chị cãi lộn với Trang Khàng, với lại cái cô Michiyu gì đó, với Hoài Linh, với lại cộng đồng mạng, với lại những người chửi chị, với các kênh truyền thông hot news gì đó, không cãi lộn tay đôi nữa, ngưng. Rồi không có đem lên những cái người mà kể lễ gì, những cái cuộc mà lường gạt, rồi những cái thầy chùa sư sãi gì đó lên kể mà không đi tới đâu nữa, ngưng. Rồi tha là body hết, ta làm lại từ đầu. Tha là body hết, ta chẳng nợ gì nhau. Đúng không? Rồi, không còn... Tôi trả lời cái câu đó nãy giờ chắc đầy đủ ha, được rồi ha? Chắc đầy đủ rồi đó. More than enough. Rồi, okay, mấy tiếng đồng hồ đó quý vị rồi, ơi. 2 tiếng đồng hồ rồi. Như vậy thì thưa quý vị, chắc chị Hằng nợ anh Dũng một cái bill rất là đáng kể nha. Tại anh Dũng không có nhận 5 tỷ để mà làm quân sư, 10 tỷ cũng không, mà cuối cùng là làm quân sư free cho chị Hằng. Đâu, có nè, có tiền của quý vị lì xì nè, 9 đồng, 10 đồng, 20 đồng vậy nè. Đó, không phải là Dũng tài giỏi gì đâu chị, nhưng mà Dũng lớn tuổi hơn chị. Cuộc đời Dũng cũng trải qua nhiều thăng trầm, bệnh hoạn, khổ cực, cho nên trong những cái lúc mà Dũng nói chuyện, mọi cái đề tài nào mà về bệnh hoạn, mấy cái nào mà Dũng trải qua, những cái bói toán, những cái ma mị, những cái quỷ, những cái bùa ngải, những cách đối nhân xử thế, vừa có con cái, được tình yêu nữa kia, những điều Dũng đã trải qua, Dũng không có hơn ai hết trơn á. Người ta nói là nhân vô thập toàn, mình nói những cái mà mình biết thôi, còn những cái mà Dũng không biết, Dũng không dám nói. Và Dũng luôn luôn Dũng nói là những điều Dũng nói chưa chắc đúng. Dũng đúng với góc nhìn của Dũng, nhưng mà quý vị thấy sai, quý vị cái việc comment, quý vị cái việc nói ở trên này Dũng học hỏi. Bởi vì mỗi một cái con người là một cái câu chuyện, là một cái hoàn cảnh, là một cái kinh nghiệm sống hoàn toàn khác nhau. Mà cái may mắn của Dũng là Dũng đi hát đi hò, Dũng gặp được nhiều người, gặp được khán giả, xong rồi Dũng nhiều bạn bè, rồi Dũng làm trong ngành bảo hiểm, trong ngành địa ốc, Dũng gặp gỡ nhiều người. Dũng không phải là một người nội trợ trong nhà, chỉ biết đi chợ về nấu cơm, biết người chợ về nấu cơm hết, cái mình biết gì hết. Còn này Dũng tiếp xúc nhiều, cho nên mỗi người là một câu chuyện, ở qua đó Dũng học hỏi. Và ngày hôm nay những cái câu chuyện này nó làm cho sống lại những cái ký ức của Dũng, những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm, thì Dũng chia sẻ với mọi người, và Dũng nhận định theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Và tự nhiên cái tình cờ cái này lại xảy ra đúng như những cái gì mà Dũng với Nam Quang dự đoán. Cái mọi người nói ôi luật sư thì hỏi này, tư vấn này, không có. Ê, nhưng mà trong cuộc đời của Dũng, Dũng đã từng hàn gắn rất là nhiều cặp vợ chồng, hay nhiều cặp bạn bè. Như vậy đó, qua những cái điều mà Dũng ngọt ngọt, Dũng chia sẻ, Dũng khuyên lơn này nó kia, dựa theo những cái kinh nghiệm Dũng có, Dũng hàn gắn được nhiều lắm á. Nha, chứ không phải không đâu á. Dạ, rồi.